Tiếp tục hành trình ngược dòng Mekong thì bây giờ chúng ta đang có mặt tại biên giới giữa Trung Quốc và Lào. Nhìn thì tưởng nó là một cái bảo tháp nhưng mà đây là cửa khẩu biên giới nha, Bo Ten. Đi vô đây làm thủ tục xuất cảnh Lào trước đã. Ở chỗ biên giới này còn hơi bầy hầy, rất là nhiều bụi cát là do công trình xây dựng ở bên kia biên giới Lào vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện cái thành phố gọi là đặc khu kinh tế. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì chúng ta sẽ tới với cửa khẩu Ma Hàm của Đại Lục để mà làm thủ tục nhập cảnh. Bây giờ thì mình bước qua lãnh thổ của Trung Quốc rồi, từ nước Lào ha. Đây là cửa khẩu Mo Hanh, là cửa khẩu ở tỉnh Vân Nam. Với tuyến tàu cao tốc từ Cùng Minh đến Viên Chăn mà bây giờ đi du lịch Trung Quốc vừa tiện vừa rẻ, lại có thể ghé được nhiều chỗ để tham quan nữa. Nhất là nhập cảnh bằng đường bộ vào Trung Quốc thì không có bị hỏi vé máy bay chiều về, nên mà tha hồ đi ăn chơi cho nát nước luôn. Bây giờ làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc xong sẽ phải đi lại tàu cao tốc để mua vé đi lên Tây Sông Bản Nạp. Tới bên Trung Quốc thì mọi người phải đứng ở những cái máy như thế này để làm khai báo y tế, có tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Anh, tiếng Myanmar, tiếng Trung Quốc. Còn nếu mà mọi người khai báo trước trên WeChat thì sẽ tiện hơn. Chỗ này không cho quay phim nên tắt máy. Ở đây có hình ảnh của một chú khổng tước là biểu tượng của tỉnh Vân Nam. Còn đây chính là nhà ga có tên là Ma Hàm, mới được khánh thành dạo gần đây thôi, trong cái tuyến tàu cao tốc từ Viên Chăn cho tới Cùng Minh. Để tiếp tục hành trình thì bây giờ phải vô đây để mà mua vé đi lên thành phố Cảnh Hồng, Tây Sông Bản Nạp. Sắp tới Tây Sông Bản Nạp rồi đó. Tiếp tục ngược dòng Mekong, chúng ta sẽ đến với địa phận của tỉnh Vân Nam, và có một cái thành phố có thể nói là phồn thịnh bậc nhất bên bờ Lan Thương này luôn, đó chính là thành phố Cảnh Hồng. Cùng bắt đầu hành trình hôm nay nha. Tây Sông Bản Nạp, lễ hội té nước của người Thái trên đất Hoa. Sabadi, Sawadika, Sawadika. Bây giờ thì Phao Ca đang có mặt tại nhà ga Tây Sông Bản Nạp. Lâu lắm rồi mình mới quay lại Trung Quốc sau 3 năm rưỡi, trời ơi vì dịch mà đi từ nhà ga Luang Prabang lên tới trên này, rồi sau đó phải đổi trạm từ Mo Hanh, nhà ga Mo Hanh mà lên tới Tây Sông Bản Nạp là 1 tiếng. Ôi, một hành trình rất là dài và sáng giờ mình đi là gần cả ngàn cây số rồi đó. Ok, cùng khám phá Tây Sông Bản Nạp. Sông Mekong khoảng 4.880 cây số, mà phân nửa chiều dài của nó đã nằm trên lãnh thổ của Hoa Lục. Từ độ cao hơn 4.500m ở cao nguyên Thanh Tạng, đổ dốc xuống tỉnh Vân Nam còn khoảng 600m so với mực nước biển. Đây là đoạn sông chảy xiết vì đi qua rất là nhiều những cái con dốc và hẻm núi. Vô tỉnh Vân Nam thì sông được đặt tên là Lan Thương, trải qua thành phố Cảnh Hồng, chính là thủ phủ của châu tự trị Tây Sông Bản Nạp. Trời ơi, nước sông Mekong, sông Lan Thương ở cái Tây Sông Bản Nạp này trong bà cố luôn kìa. Nhìn thấy rong một đống luôn. Chỗ này chảy cũng rất là xiết. Còn bây giờ thì Phao Ca đang đứng trên một cây cầu. Mọi người thấy là cầu này cũng rất là tấp nập, rất là đông đúc, xe cộ qua lại thì xèo luôn. Cây cầu bắc ngang sông Mekong. Ở cái đoạn này mọi người thấy là có rất là nhiều những cây cầu khác nữa. Và ở dưới dòng sông thì người ta còn chơi cano, chơi tàu phản lực. Và ở đây thì mọi người cũng có thể đi du thuyền nữa. Có du thuyền để mọi người ngắm cảnh sông Lan Thương ở đoạn thành phố Cảnh Hồng. Ở trên này có một cái con đập rất là gần đây, một cái con đập mà chắn ngang sông Lan Thương. Ở trên cây cầu này có một tầm nhìn rất là đẹp, mọi người có thể thấy bao quát rất là nhiều tòa nhà cao tầng ở dọc theo dòng sông Lan Thương. Hôm nay trời rất là mát mẻ, một không khí đậm chất của khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Lan Thương. Đây,
Một điểm tham quan khác cũng rất là nổi tiếng đó chính là một cái khu rừng trinh nữ, hay còn gọi là rừng nguyên sinh của Tây Sông Bản Nạp. Và biểu tượng ở đây mọi người biết đó là con gì không? Thứ nhất đó là con voi, và thứ hai đó chính là khổng tước. Mọi người thấy hình của những chú công bay. Chúng ta hãy cùng vào trong để xem hàng trăm những con công khổng tước sẽ bay xuống từ một cái ngọn núi rất là ấn tượng. Xung quanh Tây Sông Bản Nạp, cảnh hồng mọi người thấy là những khu rừng rất là xanh mướt thế này, đậm chất khí hậu nhiệt đới luôn. Đây là con đường để chúng ta đi vào bên trong khu công viên, có gì vậy? Ôi, đây là vé tham quan mê cung. Về tham quan công viên ở đây có rất là nhiều hoạt động. Mình mua vé tổng cộng là 180 tệ. Những con công khổng tước sẽ bay xuống từ một cái ngọn núi rất là ấn tượng. Những chú công bay. Mà đây là lần đầu tiên mà mình thấy có cả trăm con khổng tước cùng bay một lúc như vậy. Người ta huấn luyện cũng khá là công phu. Nhưng mà ở đây mọi người thấy là mấy con khổng tước ở đây bị gãy đuôi hết trơn rồi. Có lẽ là vì cái không gian chật chội quá làm đuôi của chúng không có xòe ra và bị rụng lông quá rồi. Và bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại công viên thủy cung. Tất cả những sinh vật dưới nước của dòng sông Lan Thương sẽ được mở cho chúng ta thấy tận mắt ở đây. Dòng sông Lan Thương cũng có rất là nhiều những sinh vật lạ. Ôi, cá tầm ở trên sông Mekong. Và thường thì ta thấy cá mập cũng bự ngang ngửa luôn. Ở trên biển thì đây, ở trên sông Lan Thương có những con cá tầm khổng lồ luôn. Đâu thôi, cá mập trời, có kìa, quá trời bự rồi. Gì cục sinh sống rồi vậy? Thông thường thì chúng ta thấy là thủy cung toàn là những cái thủy vật ở dưới nước biển, còn bây giờ thì chúng ta sẽ thấy hải sản của nước ngọt ở trên dòng sông Lan Thương. Táp là mất tiêu cái này luôn á. Trời ơi, ở đây mọi người có thể thấy được những con cá mà ngày xưa mình hay ăn dưới quê, bây giờ ở Việt Nam mình rất là hiếm, như là cá chằn dinh, cá he, cá lóc. Đây là cá thách lát đó hả? Bây giờ ăn cá thách lát hoài mà không biết con này như nào. Còn đây là cá gì ở đây không biết nữa, là đầu tiên mình thấy cá đuối mà ở trên sông Mekong luôn nha. Ủa đẹp chỉ hiểu hả? Ủa đẹp hơn cá đuối biển luôn kìa. Rồi cá tai tượng, cá ngăn lông, bạch ngư nữa. Quá trời luôn, nhìn rất là lạ.
Mày không nghĩ là cá sông lại đẹp như thế này luôn á trời. Đâu có thua kém gì cá dưới biển đâu. Trời, lần đầu tiên thấy cá rô mà được vô thủy cung kìa. Đây là tất cả các loại cá nước ngọt. Cá rô. Ngồi thấy cá lóc với lại cá. Nè, bà cá rô cũng được vô đây nữa nè, bà có giá nữa không? Đẹp quá trời luôn á. Có những con mà dưới hạ nguồn sông Mekong mình không có đâu mà thượng nguồn mới có mọi người ơi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên một chuyến phi thuyền để cho chúng ta bay dọc theo sông Mẹ Lan Thương. Sông Lan Thương trải qua 6 quốc gia, tạo nên những nền văn hóa và cảnh sắc đặc biệt. Một chuyến ngược dòng sẽ cho chúng ta biết cội nguồn của sông Mẹ đã phì nhiêu những cái vùng đất Lan Thương Giang đi qua. Hành trình bắt đầu từ một vùng đất thần thánh. Từ những rặng tuyết sơn cao khoảng 5.500m ở độ cao Thanh Tạng, nơi đây chính là tổ tiên của Vạn Sơn. Đường Cổ Lạc Tuyết Sơn được mệnh danh là Tiên Sơn, là ranh giới tự nhiên giữa Thanh Hải và Tây Tạng. Chính nơi này tạo ra mạch nước Mekong mà chúng ta uống. Cảnh quan ở đây là di sản thiên nhiên thế giới có tên là Tam Giang Tịnh Lưu, nơi khởi thủy của ba con sông lớn Trường Giang, Mekong và Nổ Giang. Riêng Mekong đến Tây Tạng có tên là Trác Khúc và đến đoạn Văn Nam tạo thành hẻm núi Lan Thương hùng vĩ. Chính tại Văn Nam, Lan Thương đã tạo ra một vùng đất diệu kỳ. Chứ ở đâu mà mình thấy như tại Tây Sông Bản Nạp, thành phố Cảnh Hồng này. Ở đâu cũng thấy âm nhạc hết, đặc biệt là có một cái bài hát rất là nổi tiếng của Xịp Sông Bà Nà. Đi đâu cũng có nhà thể nghe hết. Mọi người tôi nghe là âm thanh rất là rộn ràng ở trong cái khu công viên của tên là Mạn Thiên. Nghĩa là lắng nghe những cái điều kỳ diệu, những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Và buổi tối ở Tây Sông Bản Nạp, ngoài cái chợ đêm thì còn một địa điểm nữa mà mọi người có thể tới đây vừa ăn buffet, vừa có thể nghe nhạc, xem show biểu diễn. Show biểu diễn này có tên là Xuyên Dòng Mekong, đó là tái hiện lại biểu diễn cho mọi người xem những cái vụ điệu đặc trưng của từng vùng miền mà dòng sông Mekong chảy qua. Đây một cái kiến trúc rất là đẹp, đặc trưng của người Thái. Mời mọi người vào trong để chúng ta có thể trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng miền Tây Sông Bản Nạp này nha. Sẽ thấy những cô gái đang nhảy sạp. Mọi người có thể vào nhảy chung, vô đây nhảy luôn. Sao mà nhảy chưa vậy? Wow, ở đây có rất là nhiều những cô gái trong trang phục của Thái. Dân tộc Thái có thể nói là cũng là một cái gia tộc rất là lớn ở Trung Quốc. Dân tộc Thái còn được gọi là người Lự, nói tiếng Thái Lặc,
chủ yếu là sinh sống dọc theo dòng Lan Thương, là một trong 56 dân tộc của Trung Quốc. Nơi này từng là một cái vương quốc có tên là Cảnh Hồng, thành lập vào thế kỷ thứ 12. Cho đến thế kỷ thứ 13 thì dưới sự bành trướng của quân Nguyên Mông nên họ dần phải di cư xuống dưới. Còn cái tên Tây Sông Bản Nạp thì trong tiếng Thái có nghĩa là bản làng 12 cánh đồng. Nói chung thì dân quá ở đây không khác gì mấy so với những cái nước láng giềng như là Lào, Thái hay là Miến Điện. Sau khi đi một đoạn dốc rất là cao thì bây giờ mình đã đến được trên Kim Đỉnh rồi. Tại đây thì mọi người cũng thấy một cái bảo tháp. Mình nghĩ là chỉ có duy nhất ở Tây Sông Bản Nạp này là mọi người sẽ thấy Phật giáo của Trung Hoa mà theo Phật giáo Nam Tông thôi. Một cái bảo tháp rất lớn, rất đẹp. Mạn Cảnh Lang Đại Phật Tự là một cái ngôi chùa nổi tiếng ở Cảnh Hồng nằm trên một cái ngọn núi. Chùa mang đậm kiến trúc của Phật giáo Nam truyền và các tăng sư ở đây cũng tu theo Phật giáo Nam Tông. Vì những cái đặc điểm này mà ngày xưa trong phim Tây Du Ký đã chọn vùng địa lý này để mà quay phim trong tập Thu Phục Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc là một cái con vật cưng của tiên nữ Hằng Gia, hóa thành yêu quái và còn muốn lấy Đường Tăng làm phò mã. Và cái nhạc phim Thiếu Nữ Thiên Trúc vẫn là một cái bài hát nổi tiếng cho tới ngày nay. Trong một cái không gian rất là thần thánh. Ở đây thì người ta thay vì mọi người sẽ thấy là lễ tắm Phật ha, còn ở đây người ta sẽ tắm cho những cái con rắn Nara để mang lại cái sự bình an và may mắn cho mình. Quay về trung tâm Cảnh Hồng thì trời cũng đã xế rồi. Mách nhỏ cho mọi người là nếu mà muốn gặp các thiếu nữ trong trang phục xứ Thiên Trúc hay là dân tộc Thái thì có một nơi không nên bỏ qua. Đảm bảo là sẽ mê đắm trong sắc hương của Tây Sông Bản Nạp, đó là khi trời đêm buông xuống. Yeah, và đây chính là chợ đêm Cảnh Hồng. Mọi người thấy đây rất là đông đúc, ở đây có rất là nhiều hoạt động. Ôi, và đây chính là cái con đường chính mọi người thấy sau lưng mình, đó chính là Đại Tự Cảnh Hồng. Trong suốt cái hành trình mà đi vượt dòng sông Mekong của mình thì có vẻ như là bờ vực ở dòng sông Mekong tại thành phố Cảnh Hồng này được gọi là Lan Thương có vẻ là nhộn nhịp nhất. Cũng như là Cảnh Hồng có thể nói là thành phố mà nằm bên bờ sông Mekong mà rất là trù phú. Ở đây cực kỳ thịnh vượng, lại rất là đông đúc. Trời ơi, xung quanh toàn là những cái cô gái giống như xứ Thiên Trúc vậy đó. Ở đây mặc đồ rất là ngộ, xong mà có những cái khăn tròn ở đây dài xuống, mình thấy giống như là Ấn Độ chứ không phải là giống người Thái nữa. Trang phục giống như là đã được cách tân và cải tiến rất là nhiều rồi. Trời ơi, chưa đâu mà mình thấy ở Tây Sông Bản Nạp mà người ta chụp hình dài như thế này. Thôi kìa, một hàng dài luôn, toàn là những cái thằng tiên mũi mũi không à. Thằng tiên tí tí. Toàn là những cô gái rất là thức tha. Chưa đâu mà mình thấy tại Cảnh Hồng này người ta lại thích
thôi đồ cổ trang để mà chụp ảnh như vậy. À, giống như là mình thấy chỉ có Trung Quốc là những cái giá trị truyền thống của những cái bản sắc là được tôn vinh thôi. Người ta rất là thích mặc đồ truyền thống dân tộc. Dân tộc nào cũng có cả Hơ Mông, Thái, Giao, thậm chí là Tây Tạng cũng có luôn, người Tạng. Một bộ bên này là 1,5 triệu đó. Thôi như vậy thì mọi người sẽ được trang điểm nè, được chụp 3 tấm và cũng như là vừa được chỉnh sửa hình. Cái bên dòng sông Lan Thương thì sẽ có những cái chợ nổi mà tái hiện lại theo cái kiểu của Thái Lan. Mọi người thấy là có những cái con sông và cũng có những cái con tàu lên bền trên sông nước. Và bên kia là những cái căn nhà rất là đặc trưng của Tây Sông Bản Nạp. Xung quanh là nhà cửa màu sắc đen rất là nhiều. Ôi, trong chợ đêm bán rất là nhiều những cái quần áo đậm chất Thái. Ở đây ai cũng mặc đồ Thái hết nên mình phải mua một bộ đồ Thái nè. Này đem từ Lào qua dán lên cái là ai cũng tưởng nó bông hậu đi khắp đường phố. Sẽ có tôi xào xẻ. Ui, 50 tệ. 5, 3, 15, 150 ngàn. Đâu có 170 nha. Và bỏ cái gian hàng ở đây thì mọi người thấy là sẽ được che bằng một cái cây dù rất là đặc trưng của người Thái. Dù này là bằng giấy nha, không có tác dụng che mưa đâu, chỉ có tác dụng che nắng thôi. Mà trời đêm ở đây mình thấy sao mà giống chợ ban ngày quá trời luôn, rất là đông đúc. Dù bây giờ đã là nửa đêm rồi mà vẫn còn đông như thế này. Thật ra thì xuôi dòng, ngược dòng Mekong đi từ Lào lên trên thế này. Trong khi Lào là một cái đất nước rất là bình yên, rất là thư thái, nhẹ nhõm, thì qua tới đây mình có hơi bị ngợp chút xíu bởi vì này quá trời là đông người. Ước tính thì dân số ở thành phố Cảnh Hồng dọc bờ sông Lan Thương này thôi đã là khoảng 1 triệu người rồi, cộng thêm du khách đổ về nữa thì trời ơi mấy triệu người ở đây. Nhớ tới Tây Sông Bản Nạp thì phải ghé chợ đêm nha. Xung quanh của chợ đêm Cảnh Hồng thì mọi người thấy còn có những cái khu chợ mà vào những cái con hẻm rất là nhỏ thế này. Ở đây cũng bán rất là nhiều đồ. Đi hoài không hết luôn, nãy giờ đi cũng qua quăng cái gầm giò luôn rồi đó. Tới khu vực này vào chợ đêm ban đêm thì mọi người sẽ được xem miễn phí ca múa, cây múa nhạc rất là vui. Như là ở đây người ta đang múa những vũ điệu của Thái Lan nha. Ở đây giống như là mình cảm giác giống là một cái Thái Lan thu nhỏ ở trong lòng của Trung Quốc vậy đó. Ồ, rất là vui. Vừa ăn uống mà được vừa coi nhảy múa nữa. Hả? Nhà giống Thái Lan á. Đây là cái khu ẩm thực. Đây là một cái khu ẩm thực rất là rộng lớn. Không biết nói mọi người có nghe không, nhưng mà ở đây nhạc rất là lớn. Đây chính là khu ẩm thực nha. Mình sẽ quay một vài những món ăn của người Thái tại Vân Nam này cho người xem. Ồ, món gì đây? Hải sản chiên, tôm và cua. Đi gặp mấy cô gái đẹp nữa. Đến trên sông Bản Nạp, khu làng của người Thái thì tất nhiên là không thể nào bỏ qua gỏi Thái. Họ trưng bày rất là hấp dẫn. Gỏi Thái đu đủ trộn với hải sản. Nhìn mấy cái cấu như thế này với cô gỏi Thái rồi, chua chua ngọt ngọt. Món đặc sản nha. Ở đây họ làm lá sen bằng nhựa giả nè, mà nhìn như lá sen thật vậy. Trưng bày đẹp ha. Hãy
Anh gọi nhân gì ạ? Wow, đây cũng có xoài xoài nữa, trong đó là hấp dẫn. Xoài xoài để trên lá chuối, còn để trên trái khóm nữa. Ôi vậy một phần xoài xoài ở đây là có giá khoảng 120 ngàn. Đến với Vân Nam, đặc biệt là vùng Tây Sông Bản Nạp này thì cũng giống như người Thái, họ ăn nếp thôi, nếp cẩm, nếp trắng. Và một cái mâm như thế này mọi người thấy tưởng như là một cái mâm khổng tước, nhưng mà không phải, đây không phải là thịt công mà là thịt gà, cá rô phi nướng và có một chút gỏi gà đen nữa, giống như ở Hà Giang mình. Thịt rất là ngọt, rất là chắc. Nước chấm có đồ chua nữa, rau xanh và có một cái chút trái cây để chúng ta tráng miệng. Có nước chấm chua ngọt nữa nè, chua chua ngọt ngọt, trái cây rất là đã. Ở trang trí là một cái phần nếp để trong một cái thố thơm, trang trí rất là đẹp, đẹp mắt, ăn cũng ngon, cũng rất là lạ miệng. Đến Tây Sông Bản Nạp thì mọi người nhất định phải thử mâm xôi khổng tước nha. Mà mọi người, hôm nay là một ngày vô cùng có ý nghĩa và đặc biệt. Đường phố thì được trang hoàng, người người thì ăn diện thái phục, không khí thì rất là tấp nập bởi vì đang là Tết của người Thái. Thông thường thì các dân tộc theo dòng sông Lăng Thương sẽ đón năm mới theo Phật lịch, tức là năm mới được bắt đầu vào ngày lễ Phật Đản khoảng 15 tháng 4 hàng năm. Và đây chính là một cái thời điểm mà để người Thái tỏ lòng thành kính với Đức Phật bằng việc là đi chùa cầu an. Và ở bên dòng sông Mekong đây chính là Cảnh Hồng Đại Tự, là một trong những ngôi chùa lớn nhất tại thành phố Cảnh Hồng này của Tây Sông Bản Nạp. Mời mọi người vào trong để cùng khám phá. Đây. Và trong những thời khắc như thế này vào Tết của người Thái thì người ta sẽ cùng tập trung ra dòng sông Lăng Thương để mà thả đèn, cũng như là thả đèn hoa đăng và thả đèn trời để mà cầu phúc. Ồ, rất là đẹp trong cái màn đêm như thế này mà cùng thắp sáng lên màn đêm. Mọi người thấy là ai cũng cầm trên tay những ngọn nến rất là lung linh. Dòng người quá là dài rồi, giống như một dòng sông vậy đó. Xíu đợi còn thả đèn ra sông nữa, không biết chạy cửa nào trời. Nào bây giờ tụi chúng ta hãy thả đèn hoa đăng và thiên đăng nhé. Wow, dọc theo lòng thông thì mọi người thấy là người ta thả hàng trăm những cái đèn hoa đăng xuống thế này, rất là đẹp. Quá trời lung linh trong ánh đêm như thế này. Cùng chúc phúc cho tất cả mọi người được bình an, tất cả đều uống chung một dòng sông, tất cả đều sẽ khỏe mạnh. Nhớ giữ gìn nước mẹ nha. Dòng sông mẹ sẽ nuôi tất cả chúng ta cùng khôn lớn và thành tài thành đạt. Dòng sông Lan Thương, dòng sông Mê Công, thả đèn hoa đăng, quá trời đẹp rồi, là quá hay. Bye bye vô nhà. Hàng triệu chiếc đèn thiên đăng khổng minh được thả lên bầu trời Cảnh Hồng để mà cầu phúc cho năm mới, làm rực sáng cả dòng Lăng Thương, cực kỳ ảo diệu như một chốn thần tiên. Vậy mới nói Mekong không chỉ là dòng sông đưa nguồn nước chảy xuống hạ nguồn, mà còn là dòng thiên đưa ước muốn của tất cả mọi người lên cao. Lan Thương, nghe tên thôi đã thấy thân thương rồi. Đây,
Năm mới của người Thái thường gắn liền với một nhân tố trong ngũ hành, đó chính là thủy, nên có nhiều hoạt động liên quan tới nước. Người ta cũng sẽ kéo nhau rất là đông đến bên bờ Lăng Thương để mà coi đua ghe. Ngoài lễ tắm Phật ra thì tạt nước cho nhau cũng là một cái điều chúc phúc và chúc nhau sức khỏe và bình an, như một cái sự gột rửa và đem lại những cái điều mới mẻ cho năm mới. Ra đường vào mùa này dễ bị tạt nước lắm nghe. Tay sông Bản Nạp của người Thái gắn liền với lễ hội tạt nước vào tháng 4 rất là nổi tiếng. Trung Quốc thực sự rất là rộng lớn và rất là đa dạng cũng như là rất là hấp dẫn, bởi vì ở đâu thì mọi người vẫn có thể trải nghiệm rất là nhiều những cái nền văn hóa khác nhau. Và ngay tại đây mọi người sẽ được trải nghiệm văn hóa của người Thái, đó chính là lễ hội tạt nước. Trong cái vòng tròn này thì hàng trăm người sẽ cùng nhau đổ xuống để mà tạt nước nhau. Càng tạt nước thì càng may mắn, bởi vì ở đây người ta cứ nói sủy sủy nước nước. Đây rất là vui, trời, tạt nước hết sảy luôn cô nè, đầu tóc có nhẹ hết trơn rồi, bây giờ tiếp tục xuống nước đi. Chào mừng các bạn đã đến với Ship Song Bana, China, Trung Quốc. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tham quan và xem vlog tại Ship Song Bana, tại sông Bảo Nạp. Hẹn gặp lại tại phần sau. Tay sông Bản Nạp, một khu tự trị dân tộc Thái nhưng mà cùng sống gắn kết với rất là nhiều dân tộc khác nữa, tạo nên một cái tỉnh Vân Nam rất là nhiều màu sắc độc đáo. Quá đẹp luôn á. Đây cũng là nơi có nhiều sự kiện văn hóa và lễ hội rất là đặc biệt. Hãy cùng nhìn lại những đất nước mà dòng Lăng Thương đi qua nha.